Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì đây là series những web SYIB, những web lãi suất cao. Thì ở những series như thế này ấy, thì nó rất là nhàm chán bởi vì nó sẽ lặp đi lặp lại, mang yếu tố là chỉ là giới thiệu những cái web mà nó mới ra, mình mới biết, mà những cái web mà nhiều người họ đang chia sẻ và những web nó cảm thấy ok thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì đương nhiên những cái web như này nó rất là khó để mà tiếp cận với một số bạn. Đây là những web mà dành cho các bạn đã thích chơi thể loại này, các bạn đã chơi lâu rồi và bạn muốn hướng tới thể loại này. Đến bản thân mình mà chơi ở những cái thể loại này nó còn cũng cũng đi chứ đừng nói là chứ các bạn chơi lâu rồi. Thành thử ra nó là một cái dạng video khá là nhàm chán vì khó tiếp cận tất cả mọi người, nhưng mà mình vẫn phải làm, thì mong các bạn ủng hộ. Ok, chúng ta đi xem ngày hôm nay chúng ta có những quét gì nhé. Ok, thì ở web đầu tiên xem nào, ngày ra từ ngày nào, tiền gửi nhà đầu tư mới, thanh toán mới, đã thanh toán ngày bắt đầu ngày 19 15 tháng 9 à, cũng lâu phết nhỉ. Bây giờ biết cái min là 0,94% một ngày với 100 ru trả lại trong vòng 20 ngày, từ 10 ru. Các bạn có thể tính toán lãi suất của ngày đây, đây 100 ru bạn sẽ có nhận 100, bạn nhận lại 10 118 ru bờ. Lãi suất ở những con này rất thấp và nó khoảng thời gian nó tương đối là dài, trong khoảng kiểu như những con này bao giờ nó cũng thế. Con này nó không phải giống như là những con tàu nhanh mình hay giới thiệu cho các bạn. Ok, mình sẽ đăng ký cho anh em xem. Con này nó sẽ ok hơn về cái khoản check rồi chứ các kiểu, vì nó là xác định nó ở những cái con mình giới thiệu ấy, thì cái tỷ lệ ở trong những con này nó có dự án thật rất là cao. Data. Còn những cái con mà mình giới thiệu kiểu tàu nhanh các kiểu ấy thì hoàn toàn đấy không phải là dự án thật, nó chỉ là một cái dạng như là lấy tiền của người trả tiền trước, à lấy tiền của người trả tiền sau, trả tiền cho người trả tiền trước mà thôi. Đây hàng đến từ Nga. Ấy. Còn những cái bọn này thì nó còn có hy vọng nó là những cái dự án thật, chứ còn những cái con tàu nhanh ấy thì gần như không phải. Thì khi các bạn có thể đọc ở những cái phần nội dung, phần về chúng tôi ở trong những cái web này này, về chúng tôi đây này, thì nó sẽ nói rõ là các bạn nó sẽ dùng tiền để làm gì, khi các bạn đầu tư vào thì nó sẽ dùng tiền làm gì, hoặc là giới thiệu về công ty đây này, đấy kiểu này, như giám đốc chúng tôi đã nói về chúng tôi công ty hàng đầu cổ phần cung cấp khách hàng một dịch vụ tốt nhất, quản lý thương mại, tạo điều kiện đấy. Thì ý nói là cái sản phẩm tính năng kia các kiểu là nó là lợi thế chứ các kiểu, nên ra việc bạn phải lên đầu tư vào chúng nó, lên đầu tư chúng nó kinh doanh có lãi chúng nó sẽ trả cho bạn, nôm na là như vậy. Nhưng mà còn những cái thằng mà mình tàu nhanh ý, thì mình sẽ không, nó sẽ không hoàn toàn, nó hoàn toàn không 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 phải là như vậy, mà nó sẽ là dạng lấy tiền của người trả tiền trước, à nhận lấy tiền của nhà tiền sau, trả tiền cho người trả tiền trước, chứ nó cũng chả phải là một cái dự án gì cả. Ô đấy, mình quên chưa rõ là mình xem lại đây không. Ok, ở những cái web này ấy, nhìn các bạn nhìn thấy là Perfect Money, Payeer, Beodo, AVK, Quiga, Visa, Mastercard, Bitcoin, những cái web mà có hệ thống thanh toán nó ok này, kể cả có Visa, Mastercard này rồi chứ các kiểu mà nó đấy ok như này, là những web mà nó có khả năng chạy lâu. Mặc dù lãi nó rất là thấp nhưng mà anh em mà chơi lâu ở những cái con này, mà nếu như thực ra là lãi thấp là trên ở phần khi các bạn chọn ở những cái giá trị nhỏ thôi, cái min thấp thôi, chứ còn nếu như các bạn đấy, mình sẽ ấy xong, đây là tiền dịch này hơi ấy, đây là rút tiền rồi, ở bên ngoài cơ, ở bên ngoài nó mới có cái đây, ấn vào đây có này, mục đầu tư nó cũng sẽ có đây,
Đấy là nếu như các bạn chọn cái lãi suất 100 ruble. Nếu như một công ty thật sự thự một công ty thật sự nhá, thì đối với nó 1.000 ru vẫn còn là bình thường, 1.000 với 2.000 vẫn là bình thường. 1.000 ru bây giờ mới rơi vào 480.000 tiền Việt, à đâu 380.000 tiền Việt, bởi vì lúc mình từ Ấn về mình, à đâu cái này tiền Nga mà, tiền Nga mình không rõ, nhưng hình như gần 400.000, đúng rồi, tiền Nga không phải tiền ruby, thì tiền Nga nó rơi vào 2.000, rơi vào tầm cứ cho là 800.000 đi, 2.000 rơi vào tầm 800.000 nó vẫn là quá ít so với một công ty lớn. Các bạn phải hiểu một cái dự án của nó bình thường. Thành thử ra là đây là hàng ngày này, đây là hàng giờ, hàng ngày nó tầm 5.000 hay là mấy nghìn, các bạn nhìn thế này thôi, chứ thực ra nó là nếu mà nó là một dự án thật thì khoảng độ vài nghìn ru thế này nó vẫn là bé so với bọn nó. Bởi vì các bạn cứ kiểu hiểu tưởng tượng là 800.000 hoặc là 800.000 hoặc cứ 5.000 đi, 5.420 đi, cứ khoảng 800.000 với 2 triệu thì khi đầu tư vào một dự án nào đấy nó thì nó có thể làm được cái gì không? Cứ hiểu lúc nào là như vậy. Thì thực ra cái lãi suất nó bé là trong trường hợp là đây, các bạn có thể chọn lãi suất nó bé là trong trường hợp bạn chọn 0.94 ngày, cái này các bạn tùy từng chọn thôi. Thì vào 100 ruble. Thì những cái con này ấy, thì thường mình giới thiệu cho các bạn để các bạn là muốn chạy dài, các bạn muốn tìm một dự án thật sự, không muốn tìm một cái theo kiểu nào, để khá là anh em muốn tìm hiểu một dự án thật sự mà nó để nó chạy, thì đây là những cái con hướng tới cho các bạn. Nhưng mà trong cái tỷ lệ mình giới thiệu ấy, nó vẫn có thể tỷ lệ nó dự án chết. Thì cái việc dự án chết ấy mình đã từng nói cho các bạn rồi, không phải là mình chưa từng nói, mình giải thích rất nhiều rồi. Đến cái giai đoạn này thì mình chỉ mang theo yếu tố là giới thiệu web thôi, chứ còn cái việc mà lúc nào các bạn nhất là những cái web mà kiểu tàu nhanh mà mình đã nói là hãy phải tập xác định, mà các bạn nói ôi scam, chuyện bình thường, đáng lẽ các bạn phải tập xác định. Ok, thì web tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Đây là daily 40% này, min 20 đô, running 2 ngày thôi, con này mới ấy. Con kia khởi tạo từ ngày 15 tháng 9 nên các bạn tính cái con này 2 ngày này. Ok. Thực ra con này mình nhìn cũng không ok lắm bằng con kia đâu. Con này cái thiết kế. Con này có ấy luôn, có thông tin của chạy 3 ngày daily 40% daily. Đây các bạn này, có thông tin ở SYB luôn. Thực ra check thì nó vẫn chỉ là mang yếu tố thôi, bởi vì scam vẫn có thể là scam. Bởi vì bản thân cái thằng check này nó cũng chỉ là lấy lại thông tin thôi, chứ nó cũng không thể biết được là web ấy nó hoạt động như thế nào. Nếu như web ấy nó vui tính nó sập là chuyện bình thường. Đến từ Anh, hàng 28 tháng mua tức 20 ngày. Hàng đến từ Anh ok, đăng ký với bên trong xem nào. Xem hệ thống đăng ký thanh toán nào. Hệ thống đăng ký cũng đơn giản, bình thường, không có gì là thế nào. Một con trâu, trước đây cũng có từng vào con trâu rồi hết. Nói chung là cũng rời rạc, có perfect money, bigger bitcoin, mọi thứ nhìn nó cũng rất là rời rạc. Min thì đầu tư vào cũng cao, tận 20 đô mà nhìn cái web nó cũng rời rạc, cũng không phải là một cái web nó mang ấn lưu này. Daily for 40 ngày 4%, 10 ngày là 40%, 20 ngày là đi 20 ngày đi 80%, vậy là thế vậy là 40 ngày đi là 160%, với 160% thì đầu tư khoảng độ là cứ cho là 100 đô thì các bạn sẽ nhận được lại sẽ là 160 đô. Đấy, cứ hình dung như vậy. Nếu cái 7% này các bạn tính tương tự 9%. Hệ thống perfect money, paper, bitcoin, các bách, các gói rồi bao cũng rời rạc, cái kiểu mà nó quảng cáo như này cũng bình thường.
là đặc biệt. Rồi kia các kiểu, mình thấy con này cũng thuộc loại bình thường, cũng không thể so được với thằng này được. Thằng này nó đây là ít nhất nó cũng phải là support này. Thực ra mình đánh giá rất cao những cái quest nào mà nó có support này. Anh em có thể xem, mình giới thiệu cho anh em là anh em muốn đi thử đến những con đường như này thì các bạn cần phải xem những clip như này, nếu không các bạn không thể mà ấy được, không thể có thể kiếm được thu nhập được thật sự. Cái quest thứ ba, quest thứ ba thì đấy, cái chứng chỉ quen thuộc, có một cái chứng chỉ như kiểu copy đi copy lại rồi bảo vệ như các kiểu. Ok, để set up cho bạn xem. Cái này thì nó lại cho một đây, perfect money, cái này bạn điền sau cũng được, xin quên này các bạn đẩy sau cũng được, không nhất thiết phải đẩy luôn. Đây, thực ra cái giai đoạn này bạn nào ở trong cái tầm này chắc cũng không cần phải xem cái đoạn điền ví như thế này, bởi vì nếu như các bạn mà không thành thạo ví thì các bạn cũng chưa thể làm được kiếm được miễn phí, chứ đừng nói là kiếm ở những cái web đầu tư như thế này. Nếu như bạn nào mà còn chưa biết về ví nữa thì các bạn nên xem lại những clip mình hướng dẫn tạo ví, rồi xem lại hướng dẫn mình cách cho bạn kiếm tiền hơn để dễ hình dung. Thực ra con này mình thấy nó còn rời rạc hơn cả con kia 10 đô. Nhìn cái giao diện rất là kém, rất là kém. Không ra tầm bay. Thì mình giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những web như này để thấy rằng anh em khi xem kênh của mình, chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, mà các bạn không nhất thiết là phải cứ phải chăm chọn con này, hoặc là các bạn sợ mất thời cơ. Nó mất thời cơ nó chỉ ở những cái web mà tốt thôi, chứ không. Ồ, chạy này 361 ngày, phù hợp với bạn nào thích chơi hàng lâu dài này. Nhưng mà sao nó rời rạc nhỉ? Đợt trước mình cũng có một con web mình đầu tư vào nó chạy cũng 2-3 năm gì đấy, mà cuối cùng đầu tư vào nó vẫn cho rút, sợ thật. Nhưng mà cái vấn đề đáng nói ở chỗ là mình đầu tư ở con đấy, nó thậm chí nó còn rời rạc hơn con này, có nghĩa là cái giao diện, hệ thống giao diện của nó rất là kém. Có thể là do cái ngày xưa, cái ngày khoảng đấy cách đây 2-3 năm ấy, bọn nó làm nó không được đẹp như bây giờ, hoặc là làm nó không được trau chuốt như bây giờ. Mình nghĩ ra là như vậy. Thì nhưng mà nó đến bây giờ nó vẫn trả tiền, sợ thật. Nhưng mà mình không dám vào nữa, bởi vì nó chạy quá lâu rồi, mình cũng sợ, không biết là nó lúc nào nó chết. Ok, thì quét tiếp theo này, mô phỏng ấy á, spot này, xem là Mary Thomas, gần như là người nước ngoài thôi, không có người Việt Nam biết từ gì cả. Đây cũng có support này, vì ok, đăng ký nào. Đăng ký ở một loạt này. Ở thời điểm hiện tại, những cái clip kiểu này thì các bạn ấy sẽ xem rất là ít, nhưng mà mình tin chắc là ở tương lai thì những cái web những cái như thế này nó sẽ được nhiều người xem, và mình đang cố gắng, bởi vì với những cái web như thế này nó hướng tới tương lai nhiều hơn là so với việc ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là nó vẫn còn tương đối là lạ lẫm với một số phần lớn người ở Việt Nam.
đối với nước ngoài thì nó là bình thường và là gần như mọi người ở nước ngoài đa phần họ chơi ở những cái web như thế này, chứ họ không chơi quá nhiều ở những cái web kiếm miễn phí đâu, đa phần ở người nước ngoài là như vậy. Thì chỉ có đa phần là khu vực châu Á hay kiếm miễn phí. Đây chúng ta, cái này giao diện cũng mình thấy cũng bình thường, cũng không có gì đấy, nó giống như các khi vào bên trong cũng thế, khi vào bên trong nó không có gì là đột phá, mang phong cách riêng, mang phong cách của bọn nó bình thường thôi. 12 ngày chạy 120% đây đấy, đấy có thông tin rồi. Những web này còn nghe còn đau đầu ấy chứ đừng nói là ấy, 20 ngày hàng của Đức. Đây, chúng ta sẽ make deposit xem deposit ở đây nào. Xem. À, after 1 ngày cơ. Đúng rồi, con này nó cũng rời rạc lắm, 5 đô. Xem nào. 5 đô thì sẽ nhận 5.05, quá ít. Những web này nó 10.1 cũng quá ít. Còn lại như thế này thì cũng không nên chơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Bạn nào có cảm nghĩ sao về các web này có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Mình nói luôn là những series này mình vẫn phải làm nhưng mà không phải là khó tiếp cận với một phần lớn các anh em. Thì anh em lưu ý rằng là đây sẽ là những cái web theo kiểu mang yếu tố tương lai. Tâm ra thành thử các bạn mà không hướng tới đây ấy, thì các bạn sẽ rất khó để mà kiếm một thu nhập cố định. Ok, cảm ơn bạn.